Chúng ta có thân người mà không nghe được Phật Pháp Không nghe được định lực nhân quả Tuy giàu sang phú quý Nhưng không biết được đời trước Là do nhờ tu mà đời này được như vậy Nên đời này tha hồ tạo nghiệp Đi vào trong quán ăn Kêu đồ ăn thiệt nhiều Gấp mấy đũa rồi bỏ Đi vào trong nhà hàng Kêu đồ ăn thiệt nhiều Để ra vẻ mình sang trọng Gấp mấy đũa rồi bỏ Nói chuyện với con người thì không tôn trọng ai cả Đối với người làm công thì có cái hà khắc tính toán từng chút Nhưng đối với việc ăn xài về cá nhân Thì phí phạm tùy tiện Uống nước thì uống phân nửa Phân nửa thì vứt bỏ Ăn đồ thì cắn mấy cái ăn Còn dư vứt bỏ Có nghĩa là họ không biết rằng Do đời trước tu phước mà đời này được giàu có Nhiều người Nghèo nàn vô cùng cái cửa thừa mình Mà Người ta còn không có Còn có những nước trên thế giới Nước còn không uống Có uống Thức ăn Làm sao mà có ăn Như nước châu Phi Từ nơi đó Gia đình của mình giàu sang Mình phải nhận thức rằng Là do đời trước tu phước Mà đời này mới có đầy đủ như vậy Nếu đời này mình không tu phước Thì đời sau mình vô cùng là khổ đau Có khi còn không có thân người đó quý vị à nên phật pháp mình phải nghe nó gần gũi như gì nè để mỗi một người chúng ta có một cái sự nhận thức về phật pháp nên những đức cường nói rằng phật pháp cứu đời mình và mình cũng mong mình đem phật pháp này để giúp cho nhiều người có một cái cô kia ngoài hà nội cô điện vô cô đặt máy nhiều lắm cô nói rằng bây giờ nhiều tỉnh thành ở mình, miền ngoài nhiều tỉnh lắm cô nói rằng máy nghe pháp của mình nó truyền rộng vô cùng rất nhiều tỉnh thành ở mình, miền ngoài những đức cũng Vô cùng là quan hỷ Vì sao? Vì tâm tư của mình muốn cho nhiều chúng sanh nghe được Phật Pháp Những Đức thấy rằng Chỉ có Phật Pháp mới cứu được cuộc đời chúng ta quý vị à Có những người chúng ta không hiểu Chúng ta nghĩ rằng nhà mình giàu có tiền có danh Nhà cao cửa rộng như vậy Thì mình nương vào yên tâm Không yên tâm đâu Quý vị chờ xem Sẽ không bao giờ yên tâm Cả những đứa con mình sanh ra mình nuôi không lớn Quý vị cũng không nương được yên tâm nữa Rồi quý vị chờ xem người đã gặp phải thì gật đầu người chưa gặp phải thì đang để ý nếu như quý vị bây giờ không biết tu nhân thích đức rồi quý vị sẽ chờ xem tiền của vật chất danh tiếng bạn thân vợ chồng bên cạnh con của mình không có một cái thứ nào quý vị nương vào yên tâm cả rồi quý vị chờ xem nhận đức là người trong chùa nuôi nhiều người già gần nhiều con người nhận đức đã thấy rõ ràng về cái ngoại cảnh không bao giờ chúng ta yên tâm mà nương được nên phật pháp là chính hướng nội mà tu chính mình mỗi ngày giúp cho mình an tâm đối với vật chất của cải danh tiếng người thân mình không bị nó buộc ràng mình mình sống hết lòng mình nhiệt tình thương yêu giúp đỡ nhưng không bao giờ chi cầu cái chuyện tôi làm điều thiện bạn phải cảm ơn tôi bạn phải cảm kích tôi Người mà hiểu đạo, người mà có nhân cách Thì tự nhiên sẽ biết cảm ơn và cảm kích Đó là chính họ cũng biết tu duyên tu phước Còn nếu như người mà không hiểu Thì mình cứ hết lòng giúp Họ có cảm kích hay không cảm kích Họ có cảm ơn hay không cảm ơn Họ có nói là biết đạo nghĩa Hay là họ mắng chửi mình mặc kệ Mình cứ gieo cái nhân thiện Nhân nào quả nấy quý vị à Như vậy thì quý vị làm điều thiện Quý vị sẽ không bị nó chói buộc mình mình sẽ không bị sanh phiền não Nên Phật mới dạy mình hướng nội để mà tu Chính mình mỗi ngày rèn chính mình Không bao giờ bị những cái ngoại cảnh làm mình bất an Nên nhiều con người chúng ta nào là chấp nhà Chấp tiền, chấp vợ, chấp chồng, chấp con Chấp danh, chấp người thân quyến thuộc Nên bất cứ một cái gì Những cái việc đó mà tổn một chút thì tức khắc mình bất an liền Vì mình mỗi ngày Sống trong cái thứ đó Bị nó buộc ràng mình nên mình khi bị tổn thất những thứ đó thì tức khắc bất an hoặc là mình muốn điên cuồng nên có những người giàu sang khi sự nghiệp mất hết thì tức khắc họ muốn bị điên hoặc là người thương yêu mà họ tin tưởng cuối cùng người này phản bội họ thì họ muốn điên cuồng còn những đứa con này mình hết lòng lo lắng nuôi dưỡng thương yêu cái gì tốt cũng muốn để cho nó nhưng cuối cùng sau này nó có vợ hoặc có chồng thì nó không nuôi mình nó coi mình rẻ vô cùng Thì mình vô cùng chán nản và thất vọng Tại vì sao? Vì mình đặt Cái ngoại cảnh nên mình bị thất vọng Còn nếu như mình nghe đạo rồi mình biết Đến thế gian này cái nhân quả Và nhân duyên có thượng duyên có nghịch duyên Mình tin hoàn toàn Thận duyên không dính mắt Nghịch duyên không buồn phiền Như vậy thì cái cuộc đời này quý vị sống Vô cùng là an vui và tự tại Xin thưa quý vị những điều những đức chia sẻ đây Là chính những điều Mà những đức đã làm được một chút có cảm giác Đối với chùa cao Phật lớn Những đức không bao giờ Đặt vấn đề nặng nề Những đức dù đi đến đâu Những đức không phải là Cái nơi đó của mình Nhưng mình sẽ hết lòng Bồi dưỡng Nhiệt tình Quét dọn Chăm sóc nơi đó cho tốt Sau này vào bàn tay ai cũng được Những đức chưa bao giờ quan niệm rằng mình tạo ra những cái thứ này Phải là của mình Không có quý vị à Nếu như những đức có ý nghĩ đó Thì mỗi ngày sống bất an lắm Tìm mọi cách để mà giữ lại Sống ở cõi đời này Chính bản thân mình Mà còn chưa giữ được mình Chứ đừng nói chi là của cải vật chất Người thân bằng quyến thuộc là cái bên ngoài quý vị Chính cái thân này mình còn chưa giữ được nè Bây giờ những đức hỏi quý vị Tất cả cái thương nhất của cõi đời này chúng ta Đang được là chỗ nào Phải là thân hay không Nếu quý vị nói là không phải Như vậy nếu quý vị không còn cái thân này nữa Quý vị làm cái gì Mà quý vị không phải thương cái thân này nhất Hãy suy nghĩ kỹ đi Cái thân mình là mình thương nhất Nhưng mà chính cái thân này Một ngày nào nó còn bỏ chúng ta này Có những người quý vị coi cái thăng chưa già nó đã bỏ mình rồi chứ đừng nói chi là đến tuổi già mình phải nhận thức cho sâu sắc để mình biết sử dụng cái thăng này nó vô cùng là đúng đắn còn nếu như không hiểu thì mỗi ngày chúng ta sử dụng cái thăng này là tạo nghiệp sống không có một ý nghĩa gì cả quý vị à đó bây giờ chúng ta ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi đúng không từ nơi đó mà nghe đạo pháp là một cái giá trị vô cùng là lớn mừng lắm mình mới nghe được Phật pháp hôm qua những đức gặp một cái cô này không biết cô còn ở đây tu hay không con của cô vừa mới chết cô buồn quá chán nản quá được một vị này cũng biết chùa mình dẫn cô đi đến đây để cộng tu cô phát tâm đi đến đây tu một tuần ở có ngày một Sáng mai gặp những đức Nói rằng Con con mắt con buồn quá Con muốn ở đây tu một tuần ngồi hướng cho con con Nhưng mà con vô đây con ở có ngày một Sao con lo gia đình con quá Thôi con xin thầy chắc sáng nay con đi về Những đức nói rằng Con cô mắt Cô buồn Trước nhất là buồn nó không giải quyết được vấn đề à, cũng như khi đức phật còn thay thế cũng có một câu chuyện này nữa quý vị có một người mẹ này có một đứa con nhỏ đứa con nhỏ này bị bệnh và đứa con nhỏ chết đi người mẹ này cứ ôm đứa con suốt như vậy và khóc la kêu gào thì có một người bà lâm môn này nghĩ rằng đức phật là một người toàn giác toàn năng bây giờ người mẹ này đau khổ như vậy cứ chấp vào đứa con mà trong khi đứa con chết rồi người mẹ cứ ôm suốt và khóc la kêu gào thì người bà la môn này đến nói với người đàn bà này rằng bây giờ cô muốn con cô được cứu thì cô hãy ẩm con cô đến gặp đức thế tôn là đức phật đức phật sẽ có cách cứu con cô thì người đàn bà này vô cùng mừng rỡ Chạy tìm đến gặp Đức Phật Người đàn bà này khóc la kêu gào Lúc đó Đức Phật chấn an tinh thần Người đàn bà này Đức Phật nói rằng Được ta sẽ cứu con của cô Ta cứu được Người đàn bà này phấn trắng bình tĩnh và vô cùng vui vẻ Đức Phật nói rằng Bây giờ cô hãy đi tìm cho ta một hạt cải Chỉ một hạt cải Người đàn bà này nghĩ rằng bây giờ tìm một hạt cải rất là dễ chắc chắn là có nhưng đức phật nói thêm một câu nữa cô phải đi tìm một hạt cải mà cô hỏi trong gia đình của người đó dòng họ người đó chưa có một người nào chết cả thì hạt cải này mới đem gì ta sẽ cứu được con của cô thì cô chạy đi xin hạt cải người ta đều nói có hạ cải nhưng hỏi đến cái việc người thân trong gia đình có ai mắc hay không thì ai cũng đều tỏ một cái vẻ mặt buồn nói rằng gia đình ai mà không có người chết rồi lần lượt đến ta cũng chết rồi cô cũng chết ai cũng chết cả người đàn bà này đã đi tìm từng nhà từng nhà nhà nào cũng nói có người chết tức khắc người đàn bà này bừng tỉnh tâm bình định lại và suy nghĩ ra rằng đến cõi đời này ai cũng chết sớm muộn gì ai cũng chết nên chúng ta khi được sống hạnh phúc nhất là nghe được giáo dục quý vị có những trẻ em nó mới sanh ra đời nó chưa được bao lớn là nó đã chết rồi có những người thì được mười mấy hai mươi tuổi chết rồi đây gọi là nghiệp duyên của họ đến thế gian này được bao nhiêu thời gian là họ chết. Chúng ta bây giờ đang được sống và được nghe Phật pháp điều này quá quý rồi. Nên Đức Phật cứu cái tâm người đàn bà này tỉnh lại để cho người đàn bà này nhận thức rằng đến khỏi đời này ai cũng chết và nhà nào cũng có người chết rồi lần lượt đến chúng ta cũng phải chết. Từ chúng ta biết ông nội rồi ông ngoại. Rồi cha mẹ Nhưng từng đời từng đời sẽ chết Rồi chúng ta cũng sẽ chết Không ai có thể bước ra khỏi cái quan tài đó quý vị à Giàu sang hay là nghèo nàn Người đẹp hay là kẻ xấu Thông minh hay là ngu ngốc Chúng ta đều là không chạy thoát cái quan tài Dù là cổ cải đất đai cò bay thẳng cánh Nhưng cuối cùng rồi thì cũng là bề ngang mấy thước và dài mấy thước úp chúng ta nằm trong đó một là chôn dưới ba tắc đất hai là chúng ta để vào lò thiêu ra cho bụi đất nước gió lửa trả về cho đất nước gió lửa nên có những người thân chúng ta trong gia đình khi thọ mạng đến họ chết chúng ta là người biết tu niệm phật cho họ là điều này quá quý rồi quý vị à Còn nếu như họ đã mất rồi Mình có được nhân viên Đi vào trong ngôi tam bảo Tu hành để hồi hướng Cũng như có một cái chú này trên thành phố Những đức ấn tượng cái chú này Chú làm một công ty rất là lớn Khi cha chú mất đi Chú xin công ty Được nghỉ hai tháng Và chú vào chùa mình xuyên suốt 49 ngày chú công phu niệm Phật hồi hướng cho cha chú còn cái cô này cô nói cô thương con Cô vô cùng con cô mắc cô buồn khổ vô cùng Vậy mà cô vô chùa cô tu mới có Chưa được Một ngày nữa chưa được ngày nữa quý vị Chưa tròn vẹn một ngày nữa Là cô xin đi về vì cô đang lo cho gia đình cô Quý vị thấy cái tâm nó rong rủi chưa Quý vị coi cái tình thương Hư tình giả ý không Rõ ràng hư tình giả ý không quý vị Có nghĩa là muốn vô đây tu Một tuần hồi hướng cho con vì mà vô tu chưa được một ngày thôi là lo chuyện gia đình Tiếp tục chạy ra cái hoàn cảnh giả tạm nữa Quý vị coi Hư tình giả ý không Còn nếu như chúng ta là người hiểu biết Bây giờ con mình nó chết rồi Lần lượt đến mình chết nè Mình bình tĩnh mình ngồi mình suy nghĩ Trời cái khỏi đời này Cuối cùng mà có cái gì tồn tại đâu ta Con mình còn nhỏ tuổi nó đã chết trước mình rồi Từ nơi đó mình nhận thức được mình thấy Như vậy thì chỉ có một con đường giải thoát là quan trọng nhất thôi Phải nhận thức như vậy thì người mới giác ngộ con này vô chùa mới có nửa buổi chạy gì Lo gia đình chạy gì nữa Có nghĩa là cái tình thương ở thế gian này xin thưa quý vị Hư tình giả ý nó không có thật chút nào Dù nó có thương cỡ nào đi chăng nữa Nếu đời này quý vị không niệm Phật về thế giới cực lạc là, là hư tình giả ý hết Vì sao? Vì có tình thương gì hiện tại nhưng mà đời sau gặp nhau có biết nhau đâu mà không hư tình giả ý Nó thương được Nhiều khi chưa được mấy chục năm nữa Vì coi có những cặp vợ chồng Mới cưới về anh anh em em thương nhau vô cùng Xa nhau một chút là chịu không nổi Vậy mà thời gian Chia tay ly dị rồi gặp mặt nhau hách nguyết Ghét nhau hận thù vô cùng quý vị coi Cái tình cảnh ở thế gian này quý vị không thấy sao Từ nơi đó mình phải được nhận thức quý vị à đó mới nhận thức được Phật Pháp là quý Nên có một công đoạn Mà tổ sư nêu lên từ kinh giáo này Vì nghĩ đến ơn Phật Đức Thích Ca Thế Tôn Khi mới phát tâm Vì độ chúng ta tu Bồ Tát Đạo Trải qua vô lượng kiếp chịu đủ sự khổ Lúc ta tạo nghiệp Đức Phật xót thương Phương tiện giáo hóa mà ta ngu si Không chịu tin theo Ta đỏ ác đạo Phật lại càng thương Muốn thay chịu khổ Nhưng ta nghiệp nặng không thể cứu vớt Ta sanh làm người Phật dùng phương tiện Khiến gieo căng lành Nhiều kiếp theo dõi Lòng không tạm bỏ Phật mớ ứng thế Ta còn chầm lưng Nay được thân người Phật đã diệt độ Tội chi mà sanh nhầm mạc pháp Phước gì mà giữ tăng luân Chướng chi mà không thấy kim thăng Mai gì mà được gặp thánh tượng Rồi tự suy nghĩ nếu đời trước chẳng chồng căn lành Thì làm sao được nghe Phật Pháp Không nghe chánh Pháp Đâu biết mình thường thọ Phật ăn Ăn đức này bể thẩm khôn cùng non cao khó sánh nếu không phát tâm bồ đề tu hạnh bồ tát giữ vững chánh pháp cứu độ chúng sanh thì dù e nát thịt tan xương cũng không đền đáp được đây là nhân duyên thứ nhất vì nghe cái ơn của phật lớn cho quý vị bao nhiêu kiếp khổ đau trầm lưng bây giờ gặp được phật pháp Duyên phước gì mà đời này gặp được Phật Pháp Nghe được Phật Pháp Nên tất cả những người giàu sang đi Bố thí cúng dường khắp nơi nơi Quý vị nhớ Nếu như quý vị mà không niệm Phật Thì quý vị cũng tạo phước xuông à. Cái phước trong lục đạo này Quý vị cuối cùng là trầm lưng khổ đau thôi Bây giờ mình biết đi bố thí cúng dường Mình phải kèm vô là đi đứng nằm ngồi Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật? Phật Phải thành tâm mà niệm Phật cầu sanh cực lạc vì cuối cuộc đời của mình là niệm Phật cầu sanh cực lạc mà Nếu như mình mà không niệm Phật quý vị có đi làm phước cỡ nào đi chăng nữa Quý vị cũng không được giải thoát hết chứ Quý vị có xây bao nhiêu ngôi chùa đi chăng nữa Nếu quý vị mà không dụng công tu tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Thì vẫn là phước trong lục đạo luân hồi Đây là lời Phật lời tổ dạy đó Phải nhớ đó có những người người ta làm phước càng nhiều phiền não càng nhiều vì sao vì tôi làm nhiều như vậy mà bây giờ không cung kính tôi không biết ơn tôi thấy không nếu mà không tu là nó chấp vào như vậy đó tôi lo cho quý vị nhiều như vậy mà bây giờ quý vị không biết cảm ơn tôi đó từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình phải niệm phật mình phải có tâm giải thoát thì nó mới thông được cái chỗ đó nó mới thoát ra khỏi cái việc làm tốt mà mình không dính mắt còn nếu không thì dù là làm việc thiện lớn cỡ nào nó cũng dính mắt người ta chỉ cần động đến một cái là phiền não nên có những hàng phật tử bố thi cúng dường phụ quý thầy quá trời luôn vậy mà quý thầy chỉ cần nói chạm tự ái một cái thôi là bỏ chùa liền đây là cái tâm tu phước mà không tu giải thoát nó là như vậy quý vị chỉ có tu phước thế gian thôi nó không có tâm giải thoát nên nó rất dễ sanh phiền não vì nó tu phước thế gian mà nó không tu giải thoát thì tức khắc nó càng làm phước nó càng tăng cái ngã cái ta của mình nghĩ mình hơn mọi người làm nhiều điều thiện nên tất cả những người đi làm từ thiện Phải tu mới được Còn nếu như quý vị mà không niệm Phật Không có hiểu được định lực nhân quả Thì một ngày nào có chừng quý vị dở mộng đó, Đi làm từ thiện khắp nơi nơi Mà gia đình có sự cố gì Hoặc đứa con bị xe đụng Hay là chồng bị té gãy chân gì Bắt đầu là gia đình người thân nói Mày đi chùa nhiều Mày đi tu phước nhiều vậy mà có được cái gì đâu Nhà bây giờ bị cái này kia cái cái gì Không hiểu cái bỏ đạo liền mình mà hiểu rồi dù người ta có nói gì đi chăng nữa Mình vẫn là tu phước làm tốt Vì sao? Vì mình tin vào định lực nhân quả Nhờ trong gia đình có người tu nên tội nặng nó chuyển thành nhẹ đó quý vị Mình phải tin như vậy nó có nhân nó có quả Chứ tại sao mình lại đổ thừa cho cái chuyện người này biết chùa chiền mà gia đạo bị này kia Đâu phải là biết tu rồi quý vị không bị cái gì Đến cái cõi đời này ai mà không chết mà không bị Tại vì mình đi đến cõi đời này nhất định là gieo nhân Nhiều đời nhiều kiếp sao bây giờ là nhân duyên chính mùi thì nó chỗ quả như vậy à Nhưng nhờ mình có tu mình không bị nó làm mình đau khổ Mình hiểu được định lực nhân quả mình vui trả cho xong Mình chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc Cái chỗ quan trọng là quý vị hiểu nhân quả rồi quý vị vui trả Rồi chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc chỗ này là tuyệt vời một trăm phần trăm là tuyệt vời Nên sống ở cõi đời này tuy khổ nhưng mình không khổ Vì sao? Vì mình hiểu Hiểu nên không khổ còn nếu như không hiểu thì nó chấp tùm lum thứ thì mình khổ dù là một ông chủ lớn công ty xí nghiệp lớn càng khổ nhiều vì sao vì ông không có tâm giải thoát nên ông tình chấp đủ thứ chuyện của cải vật chất rồi có khi hai ba vợ rồi phải lo cho đứa này đứa kia đứa nọ từ nơi đó mà sợ bị vợ nhà biết nữa từ nơi đó mà càng lo càng khổ đau Quý bị để ý tìm hiểu đi có những người giàu sang mà vô cùng là khổ còn có những người người ta nghèo vô cùng mà người ta không đến nỗi khổ gì sao vì nghe đạo mà không đến nỗi khổ còn nếu như không nghe đạo thì nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ sống càng lâu thì càng khổ nhiều tạo nghiệp càng lớn còn nếu như chúng ta nghe đạo sống càng lâu càng tốt vì sao vì mình làm điều thiện nhiều biết niệm phật tính nguyện như vậy thì giảng sanh phẩm gì càng cao từ nơi đó quý vị thấy phật pháp lợi ích lớn chưa nên chúng ta nghe phật pháp như vậy quý vị tự nhận thức đi những đức nói rằng phật pháp là một của báo quý nhất không của báo nào ở cõi người cõi trời này mà so sánh bằng phật pháp hết chứ nên chúng ta dù có nghèo nàn xấu xí cỡ nào nhưng gặp được phật pháp chúng ta không có nghèo cái người giàu sang phú quý cỡ nào nhưng không gặp phật pháp quý vị là kẻ nghèo đó có khi giàu sang có địa vị có học thức nhưng lại không có nhân cách làm người quý vị để ý có những người thấy sang trọng nhưng về nhân cách làm người của họ kém lắm quý vị Những Đức nói học Phật là phải học ra nhân cách làm người Cái cách ứng xử làm sao Đừng có niệm niệm luôn luôn chỉ nghĩ mình mà không nghĩ đến người khác Bây giờ mình học Phật rồi Nếu vị nào mà mình bình tĩnh để ý Rồi suy nghĩ quý vị coi đi Cả bản thân mình Nó cũng bỏ ra thời gian mấy chục năm Tạo cái mà không cầm theo được như tiền của vật chất danh tiếng con người ai cũng chết một lần quý vị coi có ai mà khi nhắm mắt mà đem những thứ này đi theo không không nhưng mà lúc tạo của cải vật chất thì không ít thì nhiều chúng ta tạo tội nào là lường gạt hơn thua đấu đá tranh giành giành giật những cái của cải vật chất danh tiếng đó đó nên phật nói rằng là những thứ này không cầm theo được nhưng mà phần nhiều con người đến thế gian này đều là giành giật những thứ này còn cái mà phước duyên sống có đạo đức mình biết thương mình cũng biết thương người mình biết thương cha mẹ mình Mình biết thương cha mẹ người khác Mình biết thương anh em mình Mình biết thương anh em người khác Mình biết thương vợ mình Và mình tôn trọng vợ mình Mình muốn vợ mình chung thủy với mình Thì mình cũng phải tôn trọng vợ người khác Mình đâu có cái tâm mà Muốn hại vợ người khác Hoặc là mình muốn con gái của mình nó đàng hoàng trong trắng thì mình cũng không muốn hại con gái của người khác. Từ si mình sẽ ra người Nên những đức nói rằng là Mình có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp gì Mà bây giờ mình có thân người này Rồi mình á, được cái cơ duyên gặp Phật Pháp quý vị à Nên Phật nói trong kinh là Có thân người khó lắm Mà mình đã có rồi Gặp Phật Pháp càng khó nữa Mà bây giờ mình cũng gặp rồi Phật còn nói là gặp pháp môn tịnh độ này càng khó nữa. Mà bây giờ chúng ta đã gặp luôn pháp môn tịnh độ này rồi quý vị. Nghèo không sợ, bệnh không sợ. Sợ nhất là mình có thân người này mà mình không nghe được đạo đức làm người, không có tiếp nhận giáo dục. Thì mỗi ngày mình Sử dụng cái thân này Phần nhiều là tạo nghiệp Nên Phật Pháp nếu không có ở thế gian này Thì con người khổ đến mức cùng cực quý vị Nên Phật Pháp đi đến đâu mà con người ta tiếp nhận Là tức khắc con người ta sống có niềm vui Con người mà sống có niềm vui là ngay chỗ này nè quý vị Mình mỗi ngày mình biết trân quý cái hoàn cảnh mình đang có Có một người này bị tặc nguyền tàn phế Họ mỗi ngày rầu rĩ buồn phiền Khi gia đình người thân dẫn đến gặp những đức Những đức nói rằng Anh dù là bị bệnh tàn phế Nhưng anh còn cái khói ốc sáng suốt Những đức đã thấy có những người Như chàng nít cục tay cục chân Vậy mà sức phấn đấu về cuộc sống và đi đến đâu cũng phiên người nên sống có niềm vui sống có nhân cách đạo đức rồi những đức coi thấy một cháu nhỏ này mới sanh ra đời cháu đã bị cụt hai tay mà cháu đi học Viết chữ bằng cái bằng chân của cháu rồi những đức coi qua câu chuyện này người này cũng tàn phế nhưng luôn luôn phấn đấu về sở học Đến sau cuối cùng Thì người này Trở thành một hiệu trưởng Một ngôi chùa Rất là lớn Từ nơi đó Tất cả những người chúng ta Được làm người Là Thấy quý rồi Nên có một đoạn một Câu chuyện của Đức Phật Khi Đức Phật còn là Thái tử Đức Phật cũng có gia đình. Đức Phật có một người con trai tên là La Hầu La. Khi Gia Du Đà La, vợ của Đức Phật có mang thì nàng hỏi rằng: "Thái tử muốn con mình là con trai hay là con gái?" Thì Thái tử trả lời rằng: "Nó là con người là tốt rồi. Sanh được làm con người là tốt rồi." Con trai hay con gái gì cũng tốt cả. Nên tất cả những người đang mang thai phải nhớ cái câu này. Đứa con trong bụng mình sanh ra là một con người là tốt rồi. Mỗi một con người đến thế gian có phước duyên khác nhau. Người thì sanh ra đời được đẹp, cao ráo, thông minh, có người thì sanh ra đời lùng lé hô súng. Không thông minh. Có những người sanh ra đời thì trong một gia đình có đạo đức giáo dục, có những người sanh ra đời thì sanh vào một gia đình sát sanh hại vật, gia đình làm đồ thể giết chó giết mèo giết gà, làm nghề Tạo tội. Nên mỗi một cái nhân duyên phước báo của chúng ta đến cái cõi đời này là do chính mình gieo nhân mà gặp quả khi mình nghe được phật pháp rồi quý vị chính mỗi một con người chúng ta nếu nhìn được chính mình sanh ra đời này có tiền của vật chất có hiểu biết thông minh thì mình biết rằng là nhân đời trước mình có tu nên đời này mình mới được như vậy mình nhắc mình như vậy đời này mình phải cố gắng tu nếu gặp được pháp môn tịnh độ mình phải cố gắng niệm Phật để mà tiến thăng là mình phải về thế giới cực lạc về thế giới cực lạc mới chấm dứt khổ đau không còn mê hoặc điên đảo mà luôn luôn sáng suốt hiểu biết có nghĩa là mình phải nhận thức còn nếu như người bệnh hoạn nghèo nàn người tật nguyền nhưng mà mình may mắn mình còn khói ốc sáng suốt không phải mỗi ngày mình sống buồn khổ nặng nề để đi vào tiêu cực như vậy thì cuộc đời mình đời này khi mình mắc thân người thì đời sau mình càng tệ nữa. Nên những người tàn tật phải nhớ rằng tổ sư nói rằng người tàn tật phải nên niệm Phật. Vì mình đã tàn tật nghèo khổ rồi mình không còn cái gì mà tình chấp ở cõi đời này Nếu mình gặp được Phật pháp là mừng lắm. Nên những đức phiên tất cả quý vị Đi ra đường lúc nào cũng cầm theo một hai chiếc máy nghe pháp Gặp những người bán vé số Những người đi xin Những người cục tay cục chân Những người ngồi ngoài dĩa hè Ngồi lại đường đi xin Mình đến cho người ta vài ba ngàn Xong tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp Khuyên người ta Thường rảnh cầm nghe Gặp Một người mà vừa phát một cái tâm thấy thương yêu Đây cũng là một cái nhân duyên Nhiều đời nhiều kiếp từng là thăng bằng quyến thuộc của mình đó quý vị à phải nhớ đó nên phật pháp mới cứu được cuộc đời chúng ta nên tất cả những người tặc nguyện mình phải suy nghĩ rằng mình còn khói ốc còn nếu mình sanh vào loài súc sanh quý vị coi như con chó con heo con gà con vịt người ta nuôi nó lây quay thì người ta giết nó mà nó mỗi ngày ăn dơ ở bẩn mình là con người mình còn khói ốc Tương đối mình còn sự nhận thức Về sự hiểu biết Mình còn có thể tiếp nhận Phật Pháp Mình có thể niệm Phật Mình ngồi đâu mình cũng niệm Ai với Đà Phật Ai với Đà Phật Vậy thì Mình có một phương hướng đi Đó là về thế giới cực lạc Từ nơi cái tâm nghĩ này Mà niệm Phật và vui vẻ trả món nợ khi đến thế gian này tật nguyền vậy thì chúng ta cảm thấy mừng khi mình có cái thân này và có khối ốc có thể làm phật được còn quý vị có lòi xúc sanh nó vô cùng là ngu si khi đức phật còn thay thế nắm một nắm đất đức phật buông nắm đất ra thì đệ tử đức phật hỏi vì sao đức phật làm như vậy đức phật nói rằng chúng sanh có thân người như nắm đất trong tay ta đang nắm ta buông nắm đất ra những chúng sanh có thân người đến khỏi đời này mất thân người như đất trong tay ta mà buông ra còn chúng sanh mà có lại thân người như đất dính vào đầu móng tay ta một chút nên ở thế gian này vị nhớ là cái tình thương mà nó mà sâu đậm quá thì nó rất dễ xảy ra vấn đề hận thù buồn phiền thí dụ như người này mình quá thương mà mình không đem giáo dục nhân quả ra dạy thì tức khắc một ngày nào mình lỡ nói câu gì chạm từ ái họ cái nó quay là hận thù dữ lắm quý vị coi đúng hay không rõ ràng mà như vợ chồng thương nhau ái nhiễm nhau nặng nề chỉ cần người chồng hay người vợ làm một cái việc gì sai phạm thì bắt đầu nó quay lại một cái sự khổ đau và hận thù cung cực nó nên ở thế gian này thương rồi tới hận rồi hận rồi tới thương bây giờ thôi mình đi con đường chứng giữa trung đạo đi chung 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 thôi quý vị chung 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 thôi Chúng ta đến với nhau nghe Phật Pháp Cùng niệm Phật, cùng sửa lỗi, cùng tu hành Cùng cầu sanh cực lạc Vì được rồi, đặc biệt vô cùng Sống với nhau đều rất vui vẻ Giàu cũng vui Mà nghèo cũng vui Đẹp cũng vui, mà xấu cũng vui Khỏe mạnh cũng vui, mà bệnh đau cũng vui Vì sao? Vì đến thế gian này chỉ có mấy chục năm mà. Buồn khổ Mà sống Thì có ý nghĩa gì? Nhớ nhau Nhận đức thường nêu cái câu nè Giận người là khổ mình Trách người là khổ mình Dù là mình hướng dẫn người Mình làm cha làm mẹ dạy con Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đem đứa con này để trong tâm Để thành ô nhiễm Vậy thì quý vị sẽ không bao giờ tác dụng phụ về chính mình Tập đi Từ ngay câu vật hiệu quý vị niệm Đối với cái công việc hàng ngày quý vị rất nhiệt tình Nhưng không bao giờ quý vị Đem những thứ đó làm mà nặng nề Nó quay mãi trong tâm để Làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên Để ý mình là người niệm Phật Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu thôi Còn cái nhân viên hàng ngày sống thì na ná giống tất cả chúng sanh Nhưng mà đặc biệt có một cái là chúng ta không đem tất cả những cái việc hàng ngày để vào trong tâm để thành ra nặng nề còn khi làm là vô cùng nhiệt tình khi cần tính thì tính nhiệt tình tính xong rồi thì buông xuống quý vị làm được như vậy thì tuyệt vời vô cùng nên những đức có nói rằng nhớ phật thì chuyển nghiệp mà quên phật thì bị nghiệp chuyển là như vậy phải nhớ đó có một cô này hôm qua những đức gặp khổ cô nói những đức một câu gì rất hay chia sẻ cho vị nghe nè cô nói rằng lúc trước thầy biết rằng nhà con á, xung quanh á là bà con dòng họ người thân không à mà anh em đổ nhau cứ lắng ganh đất hoài thầy tại vì á, chồng con mắt sớm nên mẹ quá con coi nên họ thấy vậy họ ăn hiếp sao họ cứ lắng ganh đất Hồi lắng ganh giết mà đắt con mà sát vô nhà luôn Chỉ còn có cái nhà họ chứa dở được thôi Lắng ganh vậy đó. Tức tối vô cùng thưa kiện quá trời luôn mà Thua kiện là Con Thua không Tức quá trời ăn không ngon ngủ không yên Bệnh hoạn Nặng nề trong tâm Ngồi hơn cái gì Vậy mà từ khi con nghe chiếc máy của thầy Con niệm Phật Tự nhiên con buông xuống cái việc đó Con nghe thầy nói đúng cái câu này mà con tỉnh như Đức hỏi nói câu nào Bà nói Thầy nói rằng Đã mắc của rồi mà còn hạn thù Vậy thì Nó mắc tất cả luôn Của mắc mà chính mình cũng mắc Bây giờ mình tin nhân quả Mình đã từng chiếm hữu của người ta Mình đã từng tham chấp của người ta Mình đã gieo cái nhân tham Lấy của người ta Bây giờ đời này đến thế gian này Người ta lấy lại Còn nếu như mình không có lấy của anh ta Mà đời này người ta lấy của mình Thì trong mạng mình nó có của sẵn Ai mà lấy được Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Mà có một buổi giảng Mà cái tựa đề Sống trong thế giới biết ơn Có một công đoạn ngài nói chín ngày cũng bị móc túi lấy tiền hết Một ngàn đô Ngài nói rằng Tôi thiếu nợ họ một ngàn đô Có nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ kiếp này đến đây họ phải lấy Nhưng mà tôi sống trong thế giới biết ơn Họ lấy tiền của tôi Tôi kinh nghiệm Về sau tôi cẩn thận hơn Trả giá một bài học bị lấy một ngàn đô Về sau trong túi tôi vài ngàn đô Tôi biết cách để bảo quản Nói cái câu bảo quản là nói cái câu phù hợp với thế gian còn nói cái câu mà tin vào nhân quả Đời trước tôi lấy, đời này họ lấy lại Đây là nói rộng về định lực nhân quả Gieo nhân gặt quả, vị nhớ đó Nên khi giảng pháp quý vị thấy rộng vô cùng không? Phải chú ý một chút nghe không? Quý vị nghe cái đĩa mà sống trong thế giới biết ơn Của Đại Lão và Thượng Tình không giảng Thì quý vị sẽ nghe công đoạn này liền Nên tất cả những người đến chùa Quý vị để ý đi có những người nào đeo dây chuyền, nào để tiền, rồi nào cầm điện thoại, quay quay phim với phim. Có nghĩa là mình nêu lên những cái sự việc đó là của cải vậy đó. Người ta bây giờ người ta đang khó khăn quá, không có cuộc sống mà quý vị. Đem phe trước mặt người ta thì người ta lấy gán chịu. Mình đi đến chùa, đúng ra mình là hàng Phật tử. Cả đau bông mình còn muốn lột ra mình cắt nữa. Nếu như mà mình là hiểu biết. Ví dụ gia đình hỏi sao đi chùa mà đâu bông như chiền rồi tháo cắt hết chân thôi Mình đi đến chùa mà mình trang sức làm chi Phật á, là đức hạnh á, bao trùm thẳng hư không khắp pháp giới Trước mặt Phật mà mình đi lè lẹt làm gì Đó là cũng một nguyên lý Còn nếu người trong gia đình họ chưa hiểu sâu mình nói Đi đến chùa đông người quá thôi Cứ vàng bạc vật chất cứ để nhà đi người nó không có cái gì đi đến chùa tu cho nó ổn định nên tất cả những vị trưởng đoàn nghe không dẫn đoàn đi đến tu hành lễ lọc hay tất cả đi đâu thì nhớ mình là trưởng đoàn mình có trách nhiệm mình nhắc nhở nhắc nhở cái người đi chung với mình đi đến chỗ đông người từ điện thoại từ tiền bạc từ vàng bạc mình phải làm sao mình phải cho khéo léo khi mắc rồi bắt đầu lúc đó cái khóc la rồi thông báo được ôm um sùng Quý biết rằng người ta chỉ rất là kỹ Nhưng mà mấy bà đi Mấy bà đi đến chùa Mà mấy bà còn muốn trang điểm mà Nên mấy thằng ăn trộm Nó lấy của mấy bà này là đúng rồi đó. Nên từ nơi đó Mấy vị biết rằng mình là người tu Nó có cái góc độ sâu sắc lắm Như cái cô hồi nãy như Đức đang nói giữa chừng Cô á Nghe nhà Đức nói chuyện Bây giờ Cô buông xuống cái chuyện mà người ta lắng ganh đắc của cô Cô không có buồn nữa Cô gặp những đứa cô nói trời ơi thầy ơi, đúng là Phật Pháp hay thiệt Nếu như con mà không nghe Phật Pháp Thì bây giờ vừa mắc cổ Mà vừa mỗi ngày hận thù nữa. Buồn phiền ăn không ngon ngủ không yên nó Tức tối đi đâu cũng lo Ở nhà nó lắng ganh đắc cứ lo vậy Bây giờ con hiểu rồi khỏi cần lo nữa Mà ngộ thay từ khi mà con không suy nghĩ đến việc đó nữa Thì tự nhiên họ không lắng ganh đắc nữa thầy mà bây giờ họ có lắng danh đất cũng mặc kệ luôn Con nghĩ rằng còn cái nhà con ở là được rồi. Từ nào đó thì biết rằng là rõ ràng cái tâm tu rồi nó xây chuyển lạ thiệt Nếu như mình không thiếu nợ họ thì sao mà họ lắng ganh đất của mình Quý vị biết rằng cái nhân cái quả, cái hạt ớt thì ra trái ớt Cái hạt cà thì ra trái cà, cái hạt dưa thì ra trái dưa Cái hạt nào nó ra cái hạt nấy thôi cái hạt nào nó ra cái trái nấy thôi quý vị phải để ý rõ ràng gì đó không thì tự nhiên mình học phật cái tâm mình nó thông liền nhớ nè buồn dặn người là làm khổ mình nghe không đừng có làm chuyện lỗ vốn này người ta làm sao mà thuận ý mình được nó người ta nó động mà mình kia nó đứng đây nó ngồi đây chứ đâu có chịu đứng đây ngồi đây đâu nó động mà mình nè mình quay lại mình đi mình cố gắng mình tu học mình chỉnh mình đi vậy thì sự tu hành của mình đặc biệt lắm quý vị nó phải nhớ đó nên nói quý vị thấy không một cái chuyện lắng ganh đắt thôi nhiều người nghe gì đó, quý vị tự quá giải cái tâm còn những người mà tham lam một chút đắt thôi mà cũng tham nữa phật nói rằng lòng tham chiêu cảm cái quả báo nghèo nàn đờ đờ kiếp kiếp đời này mình có cổ cải chút mà cái mang cái tâm tham đó đốn mà bị giàu phật đã dạy bố thí tài thì giàu sang bố thí pháp thì thông minh trí tuệ phóng sanh ăn chay thì khỏe mạnh tuổi thọ kéo dài mình muốn quả báo thì từ cái nhân của mình tạo mình sao thì nó ra quả như vậy nên cái người mà không hiểu biết Đắc của người ta một chút mà cũng lắng ganh Quý vị tội nghiệp họ Làm gì mà họ lấy được cái của trong mạng Quý vị mà bị sợ Nên Hòa Thượng Tình Không ngày mới giảng là Sống trong thế giới biết ơn Nên mỗi lần mình đi đâu Mình gặp sự cố gì là mình kinh nghiệm Một lần nó, Mình đi đến chùa, mình đi móc túi Mình cũng là kinh nghiệm, tội nghiệp cái thằng ăn trộm này Người ta đi vô chùa, người ta tu hành Người ta bố thí cúng dường, còn nó đi vô chùa ăn trộm không? Đúng ra mình ngồi suy nghĩ Cái tội ăn cắp của trong ngôi tam bảo này Nó đọ đờ đờ kiếp kiếp luôn Con người mình sống nó mấy chục năm à Bây giờ mình đến cõi đời này Mình tạo nghiệp để đọ đờ đời kiếp kiếp Quý vị suy nghĩ Quá quan uổng không? Thấy tội nghiệp không? Mình càng suy nghĩ ra mình thấy tội nghiệp Mình cũng chưa đến nỗi mà không có cơm ăn áo Một Chút đỉnh tiền trong túi thôi Nó khổ quá nó móc túi của mình Mình suy nghĩ thôi tôi tặng đó Chứ tôi không có nghĩ bạn ăn cắp đâu Tôi nghĩ bạn ăn cắp thì cái tội bạn nặng quá Thôi tôi cảm ơn bạn Nhờ bạn giúp cho tôi có sức cảnh giác về sau Chắc tôi thiếu nợ bạn Thôi tôi vui vẻ tôi trả Quý vị coi Pháp Sư Hải Khánh Những Đức Đã từng đọc câu chuyện Pháp Sư Hải Khánh quý vị nghe đó Một vị chân tu niệm Phật Sau này giảng sanh để là toàn thân xá lợi Lúc ngày còn tại thế Ngày đi đường bị chó cắn Như những Đức cũng vậy đi đường ưa bị chó dược Tại vì ngày xưa mình đã từng làm chó Mình vượt nó Bây giờ nó làm chó nó vượt mình Pháp Sư Hải Khánh Ngài cũng nói câu là Tôi đã từng làm chó tôi cắn nó Bây giờ nó làm chó nó cắn là tôi Bây giờ nếu tôi không quá giải cái tâm này Thì đời sau tôi làm chó lại Tôi tiếp tục cắn nó lại Cứ đờ đờ cứ cắn qua cắn lại nhau vậy đó. Nói quý vị coi những cái câu nói Người ta nói nó đơn giản vô cùng Nhưng mà nó thâm sâu ý nghĩa lắm Mình là người nghe đạo Nó phải nghe rõ ràng vậy đó Bây giờ nghe rõ mà còn chưa làm được Không chỉ là nghe mé mé Rồi người ta chạy xe Người ta tự nhiên lũi, người ta đụng ngài Mà người ta còn chửi ngài nữa Ngài cái niệm Phật Ngài quan hỷ Người xung quanh thấy Muốn đánh cái người này Thì ngài cản ngài nó thôi Quan nghiệp của tôi Nghiệp quả của tôi Tôi đã từng gieo nhân này nên tôi chịu Nếu đánh họ Thì tôi trả nợ chưa xong đâu thôi để cho tôi trả nợ cho xong đi vậy thấy chưa người ta tu như vậy nên cuối cuộc đời người ta biết ngày giờ giảng sanh giảng sanh để là toàn thân xá lợ ghi vào lịch sử chuyên lại cho hậu thế từng đời cái âm đức này quá lớn quý vị à quá lớn ừ. nên quý vị biết rằng đọc qua lịch sử của chư tổ sư mình học được một chút thôi cái lợi ích của mình học phật thật sự cả đời này hưởng thụ cũng không hết nổi ừ. đời đời kiếp kiếp luôn bởi vì mình phải nghe Phật Pháp như vậy nè Cái tâm của mình nó nhẹ lắm quý vị à Sống với cõi đời này á Quý vị nhớ nè Không có ai thiệt thòi đâu Đừng có nói câu thiệt thòi Trong cái cương vị nào cũng vậy nha Mình làm cực đó là cái nhân cái quả mình sẽ hưởng à Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi thiệt thòi Tôi làm nhiều, nó làm ít gì Tu hành Mà như vậy thì Quý vị thấy Mình không hiểu cũng như những đứa đang mới nói, nói chuyện đây con mũi bay đâu bay nó, bay nó bay thẳng vô lỗ mũi mình quý vị nói này là đâu à cũng nhiều đời nhiều kiếp á. người ta nói chuyện Phật pháp những đứa bay vô lỗ mũi người ta bây giờ tự nhiên những đứa đang nói chuyện gì bây giờ nó bay thẳng vô lỗ mũi nó đang nằm trong lỗ mũi trong á nó đang bò lột nhột lột nhột lột nhột trong quý vị thấy làm sao đang chịu đựng cái tâm này nè nó không đơn giản đang nói chuyện gì đang bay vô lỗ mũi bay thẳng trong bây giờ đang nằm trong bò lột nhột trong á rồi nó chui thẳng vào tuốt bên trong luôn họ kệ luôn đi tại vì mày muốn như vậy mà bây giờ sao bây giờ đó nên nhiều đời nhiều kiếp những đức nó từng làm con mũi này nè nó từng bay vô mũi một người giảng pháp là nó bây giờ tiếp tục những đức giảng pháp nó bay vô lỗ mũi những đức à có những bữa như đức đang nói chuyện phật pháp gì tự nhiên con ruồi á nó cứ đậu ngay lỗ mũi như đức nó ba đậu ngay con mắt như đức hoài như đức nói chắc chắn rằng nhân quả mình đã từng làm ruồi đã từng đối xử với nó như vậy quý vị thấy Phật Pháp rõ ràng nhân quả bị vị nói Phật nói hai chữ nhân quả thôi mà tự nhiên nó rộng vậy đó quý vị nó đầy đủ hết trơn vậy đó mình chỉ cần hiểu nhân quả thôi thì cái tâm mình nó quan hỷ vô cùng đừng bao giờ nói hai chữ thiệt thòi quý vị à đến cái cõi đời này không có thiệt thòi gì đâu nên người làm vợ có bị chồng chửi cỡ nào chăng nữa không thiệt thòi đó quý vị người làm chồng dù là bị vợ đối xử sao cũng không có không bao giờ có cái chuyện mà thiệt thòi đâu quý vị à nên nói gì nãy giờ có mũi ở trong nó bò ra Quý vị thấy kinh khủng không? Nên từ nơi đó Phật Pháp quý vị thấy những đức chia sẻ Những điều này nếu quý vị mà để ý được Con người quý vị sống sẽ đặc biệt lắm Vì sao? Vì mình đâu có thiệt thòi gì đâu mà mình trách người ta Đâu có thiệt thòi gì đâu mà trách người ta quý vị Nếu mình nghĩ mình thiệt thòi là mình sanh phiền não liền Không có thiệt thòi phải nhớ đó Đến cõi đời này không có thiệt thòi Ai gieo nhắn thì sao thì gặp quả báo vậy à Không có thiệt thòi đâu nhớ đó Nên một câu ai về Đạo Phật này hay lắm quý vị à Tuyệt vời lắm nó, Cái bữa du lan á Đúng là nhiều khi cái nhân viên người ta đến quý vị Có một gia đình này nè Có một đứa con á nó sanh ra đời Người của đứa con này nó hôi kỳ cục lắm Nó hôi y ráng là Con chuột vậy đó, nó hôi vậy đó Hôi rinh, Thôi ờ, tự nhiên cái ngày du lan có phái đoàn này ta đi đến chùa mình cái họ cũng đi theo họ dự ngày du lan họ gì họ cầm chiếc máy nghe pháp theo họ gì họ nghe tự nhiên đứa con này đi đến đây đi về xong nó không còn cái mùi hôi như chuột nữa quý vị cả gia đình tin phật pháp luôn bây giờ nói mỗi tuần đi đến đây tu vì thấy lạ không cái nhân duyên nó đến lạ kỳ như vậy đó à. còn có đứa bé này nè chính những đứa thấy tuần trước nè những đứa gặp Đứa bé Bé nó hơn 2 tuổi rồi mà đứa bé nó không biết nói chuyện Lạ thay là cái lần trước vô đây Mẹ nó ẩm 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 đến gần như Đức như Đức tặng cho chiếc máy niệm Phật nhỏ đeo cổ Nhà Đức nói con cố gắng niệm Phật nghe không Con niệm Phật đi là con nói chuyện lanh lẹ Con ngoan Nó nhìn như Đức chăn chăn vậy đó Đây gọi là nhân duyên quý vị à Chứ không phải nói mình là cái gì chứ Rõ ràng là con vật hiệu có một cái quay lực đặc biệt Bé nó cứ đeo máy niệm Phật những Đức tặng nó thích Mẹ nói là đi đâu nó cũng cầm Nó không nói chuyện mà nó cầm gì nè Quý vị biết rằng tự nhiên Xuống thời gian luôn Bé về nhà nó nói chuyện đồ lanh lẹ Bắt đầu mẹ nó ẩm đến đây nói những Đức nghe Bé giờ nói chuyện rồi thầy Được đó Mà nó gặp những Đức nó thích lắm quý vị à Là duyên đó chứ hay sao Thì nghĩ đi Nói quý vị thấy một câu vật hiệu này Áp dụng trong tất cả cuộc sống không nên những đức nói những người có bầu bì Những người mới sanh con Cứ để cho nó nghe niệm Phật đi Nó lợi ích nó gấp vạn 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 lần quý vị Cho con bị nó nghe nhạc Người mẹ này mang bầu mà tiểu mà nghe niệm Phật rồi niệm Phật đi Sanh con ra đứa con nó cũng ngoan mà cũng dễ sanh nữa. Đừng có sát sanh đồ sống Ăn thịt chúng sanh Thì đứa con mình sanh ra nó có phước Quý vị biết nó có phước chứ phải làm sao biết tích phước mới là người hiểu biết quý vị à? nó nên một câu ai Phật này như Đức chia sẻ vậy đó, ai nghe mà không hiểu được nhớ cái câu này đến khỏi đời này không có thể bị thiệt thòi đâu quý vị à, mình đừng bao giờ nói mình thiệt thòi, nói mình thiệt thòi là nợ mình trả đời đời kiếp kiếp quý vị à, không có trả xong đâu, không có thiệt thòi đâu nhớ không bao giờ bị thiệt thòi đâu quý vị à, những đức lo cho cả chúng trong chùa này mà có khi có người ta còn chửi nha Đức Người ta còn ghét những đức Người ta còn chăm thọt sau lưng cho những đức Toi mạng phức cho rồi Quý vị biết rằng mỗi ngày lo cho người ta vậy người ta còn như vậy mà Mà đây là không phải thăng bằng quyến thuộc gì đó. Bây giờ nói đời này đi Vậy mà mình còn vui vẻ mỗi ngày mình hết lòng với người ta Những đức biết không có ai thiệt thòi đâu Mình gieo nhăn sao mình gặt quả vậy à quý vị Nên tất cả những người tu chúng ta phải mang tâm tỳ hỷ Mang tâm vui vẻ Vậy thì chắc chắn rằng cái sự tu quý vị sẽ có kết quả lớn đó tuy là một thờ chia sẻ phật pháp như bữa nay nè chưa được nửa tiếng đồng hồ nhưng mà quý vị nghe bao nhiêu tinh hoa không cái tâm tư vị nó giải người sống ở đâu nghe nó cũng giải cái tâm nó không còn mang cái nỗi buồn trong lòng nữa tại vì sao mình đi đứng nằm ngồi ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật đó. Rồi mình đem máy nghe Pháp Mình cứ chiền ra Tại mình được lợi ích Mình đem tiếp tục mình tu phước Mình đặt dùm Hoặc là ai nghèo quá Mình tặng luôn Nó Bữa nay máy bấm số về mười mấy ngàn cái rồi đó Cái hởm như vị điện thoại đặt quá trời luôn Cái hởm giờ lâu lắm bữa nay mới về. Bữa nay chùa mình đèn bông sen máy bấm số Máy niệm Phật nhỏ đeo cổ máy nghe Pháp có đầy đủ hết đó quý vị Chúng ta nên chân thật mà làm những cái việc mà Pháp thí này đi Những Đức nói Pháp thí thắng mọi thí mà trong kinh Phật dạy mà Từ nơi đó chúng ta chân thật làm đi Đến thế gian này tiền bạc xanh không mang đến chết không mang đi đâu quý vị Nên chân thật làm cái mà mình có thể cầm theo được nên nó tạo cái đức để cho con cháu của mình sau này Học theo mà gia đạo được hưng thịnh Là chính mình phải hiểu biết để tạo cái đức Nên quý vị cố gắng niệm câu vật hiệu này Chí thành mà niệm cứ đi đứng làm ngồi nhớ Phật niệm Phật đi Thì quý vị sẽ được cái lợi ích Khi niệm Phật quý vị sẽ hiểu được Tổ sư dạy là Câu vật hiệu này chúng ta chỉ cần áp dụng trong cuộc sống hàng ngày Có nghĩa là tất cả những việc mà mỗi một cương vị của con người đang sống ở thế gian này đang làm mỗi một trách nhiệm nếu như chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ này thì tất cả những cái nghề nghiệp cuộc sống chúng ta hàng ngày đang làm thì đều áp dụng câu vật hiệu vào chư tổ nói tiếp từ từ rồi quý vị sẽ thấy được cái công hiệu của câu vật hiệu thù thắng đến cỡ nào đó có nghĩa là mình niệm câu vật hiệu rồi mình áp dụng câu vật hiệu trong cuộc sống tất cả nghề nghiệp cảnh viên rồi từ từ quý vị sẽ thấy được cái lợi ích của việc niệm phật còn nếu như mỗi ngày quý vị không áp dụng câu vật hiệu này vào cuộc sống của chính mình thì câu vật hiệu này quý vị niệm vô vị lắm nên ấn tổ ngày mà nói rằng là đi đứng nằm ngồi nói năng hành động mặc áo ăn cơm đều là thường nhớ vật niệm phật nhớ không? đó câu vật hiệu này mà phải niệm như vậy đó phải có tâm cung kính chân thành chăng thật mà niệm chứ không phải nói rằng là mình mà lơ 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 rồi lên nè à. chánh điện tu ngủ gà ngủ gặt sao có cảm giác được thí dụ như mà khi mình ăn cũng vậy mình phải ăn nghiêm túc mình phải cảm giác được hương vị mình mới biết được món ăn này ngon hay dở chứ như mình bận một bộ đồ mình bận vô xong mình soi gương mình mới biết cái bộ đồ này mình bận vừa dặn rồi nó nó cái chất liệu của giải hay màu giải nó có phù hợp với ý thích của mình hay không mình mới biết chứ quý vị đó à. vậy thì pháp môn tu hành pháp môn niệm phật này mình tu mình niệm phật mỗi ngày mình phải đem câu vật hiệu này áp dụng trong cái cuộc sống của mình mỗi một cương vị mỗi một con người vậy thì quý vị mới thấy được cái lợi ích niệm phật chứ khi thấy được cái lợi ích niệm phật thì lúc đó tự nhiên mình sẽ dũng mãnh tinh tấn niệm phật tại vì sao vì mình đã thấy được cái lợi ích niệm phật vì sao có nhiều người tu Pháp môn tịnh độ mà giữa chừng bỏ cuộc? Vì chính họ không biết được sự lợi ích niệm Phật nên họ bỏ cuộc. Quý vị biết rằng cả đời này những đức dù có thay đổi cảnh duyên như thế nào đi chăng nữa, những đức không bao giờ bỏ Pháp môn niệm Phật. Và xin thưa quý vị, một câu ai vật niệm đến cùng này những đức sẽ học cả cuộc đời của mình. Không thay đổi. Phải nhớ đó. Có nghĩa là trải qua thời gian nhân duyên của mỗi người quý vị cùng học tập như vậy quý vị có thay đổi kệ vị nhưng những đức sẽ luôn luôn giữ cái cách học tập này cả đời mình không thay đổi có nghĩa là tôi là phàm phu tôi nghĩ rằng tôi đang phiên tôi nhưng đang phiên mình ai đủ duyên thì cùng chung học tập như vậy thôi những đức thấy rằng là cái cách học tập mà nêu lên lời chư tổ dạy mà niệm phật đặc biệt vô cùng nó không có dính ai hết chứ mà cũng không có ai chạy theo mình nhưng tại vì lời chư tổ quý vị nên hướng đến phật tổ để mà học tập đi vậy thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích niệm phật lớn liền à chư tổ là bậc chí chư phật bồ tát là bậc chí các ngài đã nói với môn tịnh độ này thù thắng mà đức phật đã quyền ký chuẩn xác rồi thờ mặt pháp chỉ có pháp môn niệm phật mới thành tựu thôi nên mình phải có một cái cảm giác đối với pháp môn niệm phật mình đang tu vậy thì nhất định mình không bỏ cuộc giống như mình làm một cái nghề gì mà mình đã thích thú rồi Sao mình bỏ cuộc được Nhưng nếu làm mà không thích thì Nhất định là bỏ cuộc rồi quý vị Phải nhớ đó Nên á Mình là người chân thật niệm Phật Dù cái nghiệp nặng Tính tình tham sân si Cỡ nào đi chăng nữa quý vị Niệm Phật giết rồi Quý vị cũng dịu lại Quý vị là người thường dặn người ta Là để trong tâm Quý vị chỉ cần chân thật niệm có vật hiệu này Niệm giết từ từ rồi Bắt đầu là nói chuyện cái tâm đó liền Nhớ cái câu nha Nhớ Phật thì chuyển nghiệp Quên Phật bị nghiệp chuyển nhau Nhớ Phật thì thường vui Mà quên Phật thì thường buồn Vì sao quên Phật thường buồn Vì quý vị quên câu Phật hiệu Thì bị nhớ những cái duyên nào là Muốn làm giàu Rồi sợ bị nghèo Rồi giữ cái danh Ai tổn hại đến cái là mình không chịu Tại vì mình quên câu Phật hiệu Thì những cái ngũ dục lục trần nó khởi tâm lên Vậy thì nhất định là mình thường buồn Tại vì cái ngũ dục lục trần dù là có Nhưng mà vẫn sợ mắt Còn nếu như có vật hiệu này mình thường niệm Mình niệm Phật Nhất định mình sẽ không sợ mắt có vật hiệu Mà có vật hiệu này mình cũng không sợ ai cướp ai lấy hết chứ Ai muốn nhận có vật hiệu mình sẵn sàng Mình chia sẻ hết lòng Nhưng mà quý vị, vị coi Cái cổ cải thế gian Vợ hoặc chồng hoặc con hoặc cháu Mình luôn luôn là nghĩ đây là cái của mình không à Dễ gì mà mình muốn chia cho ai Như tình cảm vợ chồng vì sao dễ sanh phiền não Thương quá cũng sanh phiền não Mà ghét quá thì thành hận thù Mà thương rồi trở thành ghét Ghét rồi thành hận gì coi phải không Đó cũng là do từ cái lạm dụng và chúng ta muốn nắm bắt nó nên sanh phiền não giống vậy nên nó kinh nghiệm trong cuộc sống chung chung thôi nên hàng phật tử đâu có ai mà quá thương những đức đâu mà cũng không có ai mà quá ghét những đức đó chứ Chúng ta gặp nhau có thể nở nụ cười Miệng niệm ai với Đà Phật chào nhau Còn đủ duyên ngồi với nhau nói chuyện vài câu Nói về Pháp môn tịnh độ Vài câu xong Thì việc ai nấy lo Nên hàng Phật tử cùng với những đức Quý vị thấy chúng ta Cùng đến với nhau tu học quý vị thấy lâu dài không Và người đến người đi Những đức cũng không biết nữa Tại vì sao vì những đức đâu có thân với ai đâu mà những đức biết đến cũng là tự nhiên rồi chúng ta đến để tu học. Còn khi chúng ta bận biểu thì chúng ta lo công việc của mình, rảnh thì chúng ta đến chùa chúng ta tu. Nên không có cái chuyện mà lôi kéo, không có cái chuyện nắm bắt, không có cái chuyện buộc ràng, không có cái chuyện mà đây là Phật tử thân thiết không có quý vị à, không có. Chỉ là có ngay cái chỗ là chúng ta đến đây lâu năm rồi thì gặp nhau là biết mặt nhau. Thí dụ như đây là chị Mai, đây là cô Chuyển, đây là chị Thư, đây là phái đoàn ở thành phố, cô Diệu Sưng, rồi đây là phái đoàn Long An, đây là phái đoàn ở Hà Nội, đây là phái đoàn ở đâu, ở đâu Đà Nẵng. Có nghĩa là họ vô đây thường xuyên thì mình gặp nhau thì biết mặt vậy thôi. Còn ngoài ra đi đến đây thì cũng như tất cả mọi người cùng tu hành thôi. Nhờ như vậy mà chúng ta đến với nhau nó lâu dài vô cùng luôn. Nó không có tác dụng phụ nên hôm nay chúng ta học tập đến đây. Ai Di Đà Phật nguyện đem công Đức này hướng về không tóc cả để tự và chung sanh đồng sanh về Thịnh độ.